Đây là Dũng, thực tập sinh sang Nhật được 6 tháng. Dũng ơi, để học bài đi, sắp thi rồi. Xa quê hương lúc tròn 18, rời mẹ cha để sang xứ người trời Tây, bao ước mơ với nhiều hy vọng. Xa quê hương, xa mẹ, xa cha, xa anh em, ở nơi đất khách xứ người. Những đêm dài mình còn với bốn bức tường. Hôm lên xe đi kịp ngày bay, mẹ chạy theo, hàng mi ướt đậm lệ rơi. Cha thương con nước mắt lưng tròng, thương con thơ vừa tròn 18, nay tha phương bởi quê nghèo khó phất phà. Nơi xứ người mẹ cha chẳng ở bên. Ở nơi xứ người lạc lõng, cuộc sống tha phương mấy ai hiểu. Ngóng trở về mong một bữa cơm gia đình đoàn viên. Người đâu những đêm trời đại gió, đâu có đâu có tay con đã mãi mang đâu có móc. Nhiều anh chị sâu số nằm lại nơi đây, trở về nằm tro tàn lạnh lẽo, vùng quê nghèo gánh thêm